Chào các bạn quay trở lại với bếp cô Minh. Ngày hôm nay thì cô Minh sẽ giới thiệu cho các bạn một món rất là bình dân. Vào những cái mùa mưa, mình ăn với cơm, chấm với một ít rau thì không có gì ngon bằng. Đó là món cá lóc kho tộ. Bước đầu tiên khi mình kho cá thì thường cô Minh sẽ phải trụng sơ cái miếng thịt này. Ở nhà thì con cô Minh rất thích ăn cái phần thịt này nên cô Minh sẽ tăng cái lượng thịt nhiều hơn. Các bạn sẽ thấy là cái miếng thịt ba rọi á, khi mình trụng sơ đi á thì mình sắc cái miếng thịt nó sẽ đẹp hơn. Các bạn lựa cái miếng thịt nó mỡ mỡ một chút để cho cái lượng mỡ khi mình kho với cái phần cá đó thì cái mỡ nó sẽ thấm ra cá thì nó sẽ ngon hơn nha. Bước thứ hai thì bắt đầu mình sẽ phải ướp cá nha. Cô Minh thì thích kho bằng cái cá lóc bông vì cái thịt của nó dày mịn hơn. Mình sẽ ướp vào đây nè, 1 muỗng rưỡi canh đường, 1/2 muỗng cà phê tiêu và 1 ít ớt bằm. Các bạn có thể bằm một chút xíu ớt hiểm ra thì nó sẽ có cái vị cay nhiều hơn. Và khoảng 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng canh tương ớt. Nếu ở nhà các bạn mà em bé không ăn được ớt thì các bạn nhớ là mình chỉ cần cho một tí xíu tương ớt thôi. Tương ớt nó sẽ làm cho cái màu cá của mình được đẹp hơn và ngon miệng hơn nữa nha các bạn. Rồi, 3 muỗng canh nước mắm. Nước mắm ở đây thì thường của mình sử dụng luôn luôn là nước mắm phải 40 độ đạm. Ở nhà thì thường của mình hay sử dụng là nước mắm Hưng Thịnh hay là nước mắm Khải Hoàng. Nếu như mà cái nước mắm của các bạn cái độ đạm nó không cao thì các bạn nhớ là mình sẽ phải tăng thêm lượng nước mắm hoặc là mình phải dành thêm một tí xíu muối thì cái độ mặn nó mới vừa đủ nha. Và 1 muỗng canh dầu ăn. Ở đây thì khi của mình kho cá, của mình lại thích sử dụng cái đầu hành hơn. Rồi mình sẽ để cái phần này qua, mình ướp thời gian khoảng 30 phút cho cá được thấm và ngon hơn. Cái miếng thịt thì nước nó vừa sôi là cô sẽ vớt nó ra luôn. Mình chỉ cần nó chín tái thôi chứ mình không có cần nó chín kỹ, nên không có cần cho để cho nó sôi lâu nha các bạn. Bây giờ thì bắt đầu cô mình sẽ xắt cái phần thịt này ra. Cô mình sẽ xắt dày khoảng chừng cỡ 1cm ha. Mình xắt vuông miếng thịt lại để lát hồi mình cho vào trong cái nồi cá kho. Mình đã xắt xong cái phần thịt rồi đó. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ kho cá ở trong cái chả đất này nha. Thường thì cô Minh rất thích kho thịt cá trong những cái chả đất như vậy. Thì các bạn sẽ thấy là thịt cá của mình nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Mà nó lại rất là tốt. Tại vì khi mình dùng bằng những cái nồi bằng nhôm hay bằng gang thì nó sẽ bị cái độ mặn của nước mắm hoặc muối nó sẽ ra tan cái nồi. Thì nó lại không tốt cho sức khỏe. Rồi bây giờ thì bước kế tiếp là cô Minh sẽ để làm nóng cái phần nồi đất này lên. Các bạn nhớ là mình để lửa trung bình thôi nha. Và bắt đầu cô Minh sẽ cho vào đây 1 ít dầu ăn, khoảng chừng cỡ 4 muỗng canh là được rồi. Các bạn nếu mà thích béo hơn thì các bạn cũng có thể mình sử dụng bằng mỡ cũng được nha các bạn. Và sau đó các bạn sẽ cho vào 1 muỗng canh đường. Khi kho cá, kho thịt thì cô Minh vẫn thích tự thắng cái đường caramel này ra. Thì khi mình kho như vậy thì cái màu đường của mình nó sẽ tươi hơn, đẹp hơn. Còn các cái loại thắng sẵn á, thì khi mình để lâu nó sẽ có một cái mùi đường thì nó sẽ làm cho cái món ăn của mình không được hấp dẫn nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cho cái phần đường này nó vàng lên nè. Khi cho đường vô thì các bạn nhớ mình dùng đũa khuấy nhẹ nó lên. Nó không giống như là mình thắng caramel để làm bánh nha các bạn. Khi thắng đường caramel để làm bánh thì các bạn không được khuấy. Tại vì mình khuấy nó sẽ bị lại đường. Còn khi mình thắng đường mà để mình kho thịt cá thì các bạn thoải mái luôn. Mình cứ khuấy đều nó lên để cho nó tan cái lượng đường ra. Bây giờ các bạn đã thấy nè, cái đường nó tan ra và nó dẻo dẻo trong cái phần dầu rồi. Trong thời điểm này là nhớ là phải canh và để ý cho kỹ, không thôi là nó sẽ bị cháy. Nè các bạn thấy nè, nó sủi cái phần bọt lên như vậy nha. Mình sẽ cho liền cái phần thịt vô, đảo liền cho cái phần thịt nó săn ở trong cái phần dầu và cái phần nước đường của mình đang thắng. Đó, cái màu như vậy là vừa nha. Nếu như các bạn để đậm hơn thì cái màu thịt của mình nó sẽ đen lên, không có đẹp mắt nha các bạn. Sau khi phần thịt nó săn rồi, bắt đầu của mình sẽ cho cái phần cá vô. Cá mình đã ướp nửa tiếng rồi nên là nó sẽ chắc chắn nó thấm. Và bắt đầu mình sẽ xếp những cái khứa cá nó xuống, nằm êm xuống. Mình đẩy cái phần thịt nó qua bên hông. Các bạn nhớ là bây giờ thì mình để cái lửa vừa thôi. Cho cái phần nước mắm nãy giờ mình ướp nó thấm hết tất cả vào trong thịt và cá. Và nó săn cái miếng cá lại. Cái miếng cá nè, sau khi mình kho ở trong cái phần nước mắm thì bắt đầu nó săn lại. Và các bạn quan sát, các bạn biết được cá của mình mua là cá lóc sống hay là cá lóc đông lạnh. Cá lóc sống là khi mình kho xong á, là mình sẽ thấy nó nổi u những cái phần này lên như vậy. Thì cái cá đó là cá tươi. Sau đó thì mình sẽ đổ cái nước dừa vô đây nè. Mình tráng cho nó hết cái tô này.
Bây giờ cô mình sẽ cho cái lượng nước dừa vô. Mình sẽ cho mấy khoanh ớt vô trong đây. Cho vô nồi cá mấy khoanh ớt. Các bạn đã thấy là cái nồi cá của mình nó nổi lên rất là nhiều rồi đúng không? Chỉ chờ cho đến lúc cá cạn rồi thì các bạn sẽ được thưởng thức liền đó. Sau thời gian 1 tiếng đồng hồ thì cái nồi cá kho của mình nó cũng đã hoàn thành. Bây giờ thì các bạn thấy nè, cái nồi cá là cái nước nó sẽ sánh sệt lại. Màu cá cũng đã chuyển qua màu vàng. Rồi bây giờ thì bước cuối cùng của mình sẽ là rắc lên đây một tí xíu tiêu. Chỉ cần một chén cơm trắng nữa thôi là các bạn đã có một bữa ăn thật ngon miệng rồi đúng không các bạn? Chúc các bạn thành công với món cá kho tổ này nhé. Nhớ theo dõi và chia sẻ trên kênh bếp của mình nhé.